Các chung cư Sala Hà Đông, chung cư HH4 hay là VP5 Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội từng khiến cho nhiều người dân đang sinh sống tại chính các tòa nhà cao tầng này hay là những người có ý định muốn mua một căn hộ chung cư đã phải thót tim khi mà hỏa hoạn liên tiếp xảy ra. Và ngày hôm nay thì Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết là sẽ bắt đầu kiểm tra toàn diện các tòa nhà cao tầng tại thủ đô, trong đó tập trung vào các chung cư của ông Lê Thanh Thản, còn được biết đến với biệt danh là Đại gia Điếu Cày. Dự kiến ngày mai thì đoàn của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng với đại diện Ủy ban Nhân dân và đoàn liên ngành quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện khu chung cư Sala. Ngoài ra thì quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì cũng đã có kế hoạch kiểm tra những chung cư khác do tập đoàn của đại gia Thanh Thản làm chủ đầu tư. Trước đó thì nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp tại các chung cư do tập đoàn Mường Thanh làm chủ và cơ quan chức năng nhận định là một số chung cư chưa qua thẩm duyệt hay là nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào sử dụng. Với những lỗi vi phạm này thì Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội khẳng định là sẽ đề xuất với cơ quan điều tra xem xét và có thể khởi tố.